Những năm gần đây, tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững khi bắt tay vào việc xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rộng hơn 2.000 hecta. Ngoài thanh long là cây trồng chủ lực, thì dưa lưới được xem là một lợi thế rất lớn của tỉnh này khi đưa vào trồng theo công nghệ cao. Những trái dưa lưới có giá 70.000 đồng trên 1 kg nhưng vẫn được thị trường đón nhận. Dưa ở đây khi bán ra không những đẹp mắt, ngon ngọt mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông thường, một nhà màng rộng 2.000m2 chỉ trồng 5.000 cây. Nhưng ở đây, anh Minh có thể trồng từ 8.000 đến 9.000 cây. Mỗi vụ thu hoạch vườn cho năng suất 10 tấn trái trên một vụ. Con số này cao hơn bên ngoài từ 1,5 đến 2 lần. Chất lượng trái vẫn rất tốt, lưới vẫn rất đẹp và hầu như cây nào cũng đậu. Có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là trên cái vùng đất này là nắng nhiều, Thứ hai nữa là mình mạnh dạn đầu tư nhiều cái phương án, nhiều cái công nghệ à, tiên tiến hơn. Bí quyết trồng dày nằm ở việc áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào vườn. Vào ban đêm, những bóng đèn được bật khoảng 5 giờ đến 10 giờ đồng hồ. Do trồng dày nên dư lưới không hấp thụ đủ ánh sáng ban ngày, buộc phải bổ sung thêm để chúng có đủ thời gian sinh trưởng. Ánh sáng nhân tạo và cái nhà ánh sáng không không có ánh sáng nhân tạo. Thì cái nhà ánh sáng nhân tạo thì cái mức độ mà nấm bệnh là ít hơn cái nhà mà không không có ánh sáng nhân tạo thì nấm bệnh nó sẽ nhiều hơn Thí à, dụ như phấn trắng chủ yếu là phấn trắng thôi là thứ vấn đề thứ hai nữa là à, cái nhà mà có ánh sáng nhân tạo mà thêm vào thì cái thời gian mà thu hoạch nó sẽ ngắn hơn được khoảng 5 tới 7 ngày đây là phân hữu cơ xã nước anh Minh mất thời gian nghiên cứu gần một năm để tạo ra công thức phân phù hợp cho vườn. Thành phần chính là dịch trùng, dịch cá và mình được nên men bằng em. Cái em đó mình sẽ nhân sinh khối bằng trứng hột gà và mật đường. Toàn bộ những cái 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 thành phần đó mình sẽ nên men và mình sẽ đưa trực tiếp cho cho cây hấp thụ mỗi ngày đi theo nước hệ thống tưới mình tạo ra một cái hệ sinh thái uh, tốt nhất ở dưới cái vùng đất này và cây nó và những cái những cái cái men sinh, sinh vật mà có lợi đó như em e, chi cô Đằng ma mình đưa vào á thì nó bản thân những cái 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 con men đó nó sẽ tạo ra một cái giống như một cái nhà máy phân đạm uh, nó sẽ uh, uh, tự uh, uh, phân giải những cái hữu cơ những cái chất hữu cơ mình đưa ban đầu tạo đã tạo những cái chất đạm cho cây hấp thụ Toàn bộ phân bón được hòa theo đường nước, đưa tới từng gốc cây, nhờ đó giảm nhân công chăm sóc. Toàn bộ vườn được đầu tư thiết kế theo công nghệ Israel. Mỗi nhà màng được xây dựng trên diện tích 2.000m2 với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Trồng theo hình thức bán thủy canh nên một năm thu được 3 vụ. Với giá bán hiện nay, chỉ một năm anh có thể thu hồi vốn. Hệ thống dưới này là một cái hệ thống của Xaren có van điều áp chia 4 và từng cái gốc từng cái gốc có cái van điều áp tới từng gốc. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Bình Minh có 16 nhà trồng dưa lưới. Mỗi nhà có diện tích 2 000 m vuông. Với những kết quả đạt được, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Bình Minh dự định sẽ mở rộng thêm 10 nhà trồng trong năm 2018 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.